phát biểu mạnh mẽ của Tổng thống Nga Putin trong ngày 1 tháng 6. Nga tuyên bố dùng tên lửa S-300 đánh chặn UAV Ukraine. Tư lệnh tác chiến mạng của Mỹ thừa nhận tấn công Nga trên lãnh thổ Ukraine. Lệnh cấm vận dầu mỏ mới nhất từ EU tác động ra sao đến Nga? Nga hoàn tất thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon. Ngày 1 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ xây dựng sức mạnh và chủ quyền của mình trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Theo Tổng thống Nga, điều này không phải ở một số lĩnh vực mà nó bao gồm kinh tế, công nghệ, khoa học và nhiều lĩnh vực khác nữa, cũng như là nỗ lực tăng cường xã hội, dân sự và giáo dục lòng yêu nước. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay công bố video khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-300 PMU-2 Favirus tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine, cho biết đơn vị này đã bắn hạ ít nhất là 5 máy bay không người lái UAV TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Thời gian và địa điểm quay video cũng như là khoảng cách từ bệ phóng đến mục tiêu không được công bố. Trong video, kíp điều khiển phát hiện vật thể trên màn hình radar cảnh giới, sau đó thì xác nhận đó là UAV TB2 của Ukraine. Sau lệnh khai hỏa thì tên lửa tổ hợp S-300 PMU-2 lao lên trời nhưng không thấy cảnh mục tiêu bị phá hủy. Theo Thượng tướng Myrin Stup, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga, thông báo mới đây lực lượng vũ trang Ukraine đã nổ mìn phá một bồn chứa hóa chất độc hại acid nitric tại khu vực xí nghiệp Arup ở khu Severodonetsk để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang Nga và Cộng hòa Nhân dân Donetsk bằng cách tạo ra một khu vực ô nhiễm hóa chất. Sau vụ nổ, thì một đám mây màu cam độc hại đã bốc lên, di chuyển về phía các khu dân cư gần đó. Vị tướng nhấn mạnh rằng những kẻ theo chủ nghĩa tân phát xít Ukraine đã không dừng tay trước thực tế là người phải gánh chịu hậu quả của hành động khủng bố này, đó chính là những người dân vô tội. Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ kiêm Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến mạng của quân đội Mỹ phát biểu vào ngày 1 tháng 6 rằng Bộ Chỉ huy Tác chiến mạng này đã được triển khai tới Ukraine và thực chiến các chiến dịch tấn công nhằm vào Nga. Ông cũng tiết lộ lực lượng nghe lén của Mỹ đã tiến hành chiến tranh thông tin với sự trợ giúp của các hãng truyền thông như CNN. Các chuyên gia không gian mạng của Mỹ được triển khai tới 16 nước theo lời mời của các chính phủ liên minh để săn và các hacker nước ngoài và nhận diện công cụ của họ. Giám đốc NSA cũng lần đầu tiên xác nhận rằng Mỹ đang tiến hành các chiến dịch tấn công mạng nhằm ủng hộ Ukraine. Chính quyền Mỹ đã công bố về gói viện trợ quân sự mới trị giá 700 triệu đô la Mỹ, bao gồm các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và đạn dược kèm theo cho Ukraine. Ngay lập tức thì thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố Moscow không tin Kiev sẽ không tấn công Nga bằng loại vũ khí này. Theo ông thì nhà lãnh đạo Ukraine đã không giữ lời hứa từ khi bắt đầu tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt chiến tranh ở đông nam Ukraine và các thỏa thuận Minsk đã không được thực hiện. Do đó thì Nga không có sự tín nhiệm đặc biệt đối với phía Ukraine. Theo Ngoại trưởng Mỹ, đây là gói hỗ trợ quân sự thứ 11 mà Mỹ phân bổ cho Kiev sau khi Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Từ đó thì Washington đã chuyển khoảng 4,6 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ cho quốc phòng của Kiev. Nga đánh giá tiêu cực về gói viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine. Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ nguồn cung cấp vũ khí nào, cho dù Washington lập luận như thế nào, đều làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc đụng độ trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu ngày 30 tháng 5 đã nhất trí áp đặt lệnh cấm vận đối với hầu hết các hoạt động nhập khẩu dầu mỏ của Nga vào khối này như một phần của các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow liên quan tới cuộc xung đột Ukraine. Được biết là thỏa thuận sẽ ngay lập tức ảnh hưởng đến hơn 2/3 lượng dầu nhập khẩu từ Nga với mục đích là kéo nền kinh tế đất nước Nga đi xuống, song thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Theo Ủy ban châu EC, biện pháp trừng phạt lần này sẽ cắt giảm hiệu quả khoảng 90% tổng sản lượng dầu mà EU nhập khẩu từ Nga vào cuối năm nay. Trước đó thì EU đã áp đặt 5 vòng trừng phạt đối với Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine. Gói trừng phạt mới cũng bao gồm việc đóng băng tài sản và cấm đi lại với nhiều cá nhân. Loại ngân hàng lớn nhất của Nga, Sberbank, khỏi hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu SWIFT. Ba đài truyền hình nhà nước lớn của Nga
cũng bị cấm hoạt động tại EU. Tuy nhiên, thì một số nhà phân tích cho rằng lệnh cấm mới của EU sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu dầu thô của Nga, nhưng có thể không gây ra nhiều thiệt hại cho nền kinh tế nước này. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Nga là nhà xuất khẩu dầu và các sản phẩm dầu lớn nhất EU, cung cấp 2,2 triệu thùng dầu một ngày và các sản phẩm từ dầu là 1,2 triệu thùng một ngày. Xuất khẩu dầu mang lại cho Moscow doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ mỗi ngày. Ước tính là sản lượng của Nga sẽ giảm thêm 1 triệu thùng một ngày, tương đương khoảng 10% khi các hạn chế có hiệu lực. Song, lĩnh vực xuất khẩu dầu mỏ của Nga vẫn có khả năng trụ vững trước các lệnh trừng phạt, khi những quốc gia khác chớp lấy cơ hội mua dầu thô với mức giá chiết khấu khoảng 30 đô la Mỹ một thùng dầu thô Brent. Ấn Độ là một trong những khách hàng tiềm năng nhất của Nga khi đặt mua hơn 700.000 thùng mỗi ngày vào tháng 5. Công ty phân tích dữ liệu hàng hóa Klipler cho biết, châu Á lần đầu vượt châu Âu và trở thành khách hàng lớn nhất của dầu Nga trong tháng 4. Ngoài ra thì có một nghịch lý là các biện pháp trừng phạt mở rộng của phương Tây nhằm tước đi nguồn kinh phí tài trợ cho chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine lại đang giúp lấp đầy kho bạc của Nga. Trừng phạt đã làm tăng khả năng của Nga trong việc là chống lại sự sụt giảm về nguồn thu ngoại tệ, do hiện tại nước này có rất ít cơ hội để chi tiêu bằng ngoại tệ. Bên cạnh đó, thì theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nga, giá năng lượng tăng cao đã giúp bổ sung thêm 800 tỷ rúp cho ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu tiên của chiến dịch quân sự. Nhìn chung thì doanh thu từ dầu khí đã tăng gấp đôi trong quãng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, lên đến là 4,77 nghìn tỷ rúp, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2021. Đã có ít nhất là 5 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại khuôn viên bệnh viện Tulsa, Oklahoma ngày 1 tháng 6, giữa lúc là nước Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng vì thảm kịch tại Texas hơn một tuần trước. Vụ xả súng xảy ra tại khuôn viên bệnh viện Francis ở thành phố Tulsa khi một người đàn ông cầm súng trường xuất hiện tại một nhà y tế. Một phát ngôn viên của cảnh sát cho biết là nhà chức trách vẫn chưa xác định được danh tính của tay súng, nhưng nghi phạm là một nam giới da đen từ 35 đến 40 tuổi, tay súng cũng được cho là đã tự sát. Trong diễn biến mới nhất trên chiến trường Ukraine ngày 1 tháng 6, Nga dường như đang thắt chặt vòng vây ở Severodonetsk. Theo New York Times, quan chức Ukraine cho hay các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Severodonetsk, miền đông Ukraine theo ba hướng và tiếp cận được trung tâm của thành phố. Nếu kiểm soát được Severodonetsk, Nga sẽ có được thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk, rộng ra nhằm kiểm soát khu vực Donbass. Thành phố công nghiệp này là mục tiêu trọng tâm của Nga những ngày gần đây. Người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự địa phương cho biết hiện phần lớn thành phố, nơi có khoảng 100.000 dân trước chiến sự, đã ở dưới sự kiểm soát của Nga. Có được Severodonetsk sẽ giúp Nga tiến một bước gần hơn đến mục tiêu giai đoạn chiến sự thứ hai, kiểm soát miền đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai đã tham gia vào các cuộc giao tranh kể từ năm 2014. Severodonetsk cũng sẽ mở đường cho lực lượng Nga tiến về phía Tây, đến Kramatorsk và Sloviansk, thuộc Donetsk, những thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine kiểm soát trong khu vực. Ngày 1 tháng 6, Nga thông báo không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết công tác chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine đã tạm dừng từ lâu và đến nay chưa được khởi động trở lại. Tuy nhiên, Moscow không loại trừ khả năng tổ chức gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine, nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức. Trước đó, Ukraine nói rằng nếu Nga tiến hành sáp nhập các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donbass, thì mọi cuộc hòa đàm song phương sẽ chấm dứt. Về phần mình, Moscow cho rằng người dân các vùng này phải tự quyết định tương lai của chính họ. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu EU nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga sẽ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời cho biết Moscow sẽ điều hướng xuất khẩu dầu để hạn chế tổn thất. Lầu Năm Góc mới đây cho biết, Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine 4 hệ thống pháo phản lực cơ động cao để tăng cường khả năng quân sự cho Kiev. Phát biểu tại họp báo, ông Colin Carr, cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc cho biết Mỹ sẽ cung cấp pháo phản lực cho Ukraine và đã nhận được sự đảm bảo từ Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như các quan chức khác trong chính quyền Kiev về việc không sử dụng những hệ thống pháo phản lực tầm xa này tấn công vào lãnh thổ Nga. Lầu Năm Góc cũng nêu rõ, trong lô viện trợ lần này có 4 hệ thống HIMARS để tăng cường khả năng tấn công của Ukraine trong xung đột với Nga. Các binh lính của Ukraine sẽ cần tham gia khóa huấn luyện 3 tuần để khai thác, vận hành lô vũ khí đợt đầu này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng việc Washington trang bị các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga.
cảnh báo của ông Ryabkov đưa ra hôm 1 tháng 6 khi ông đề cập tới thông tin Mỹ quyết định cung cấp nhiều bệ phóng đa tên lửa HIMARS cho Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Washington đang có những bước đi có thể dẫn đến đối đầu trực diện với Moscow khi gửi các bệ phóng rocket cho Kiev. Washington tuyên bố hệ thống vũ khí cung cấp cho Kiev sẽ không cho phép các lực lượng Ukraine tấn công Nga, đồng thời phủ nhận kịch bản mà trong đó Nga còn Mỹ là bên trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Sergei Ryabkov không đồng tình với lập luận này của Mỹ, cho rằng động thái của Washington đang khiến cuộc xung đột trở nên nguy hiểm hơn. Theo ông Ryabkov, trong nhiều năm, Mỹ không làm gì để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine. Ông chỉ ra rằng, Washington đã ngăn cản nỗ lực cuối cùng của Moscow trong việc đàm phán một thỏa thuận ràng buộc pháp lý nhằm giải quyết những lo ngại của Nga về sự mở rộng của NATO ở châu Âu. Quân đội Nga đã hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và sẽ triển khai tên lửa hiện đại này trước cuối năm nay. Đô đốc Alexander Moiseyev, chỉ huy hạm đội phương Bắc của Nga ngày 1 tháng 6 cho biết, Nga đã hoàn tất việc thử nghiệm tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon và sẽ triển khai tên lửa hiện đại này trước cuối năm nay trên một tàu khu trục mới của hạm đội. Tổng thống Nga Putin mô tả, Zircon là một phần của hệ thống vũ khí bất khả chiến bại thế hệ mới. Các vũ khí siêu vượt âm có thể bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh. Tàu đô đốc Golovko sẽ trở thành tàu khu trục đầu tiên được trang bị thường trực tên lửa Zircon. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã phóng thử thành công tên lửa hành trình Zircon từ một tàu trên biển Barents và đánh trúng mục tiêu cách đó khoảng 1.000 km ở Bạch Hải. Hai công ty vũ khí danh tiếng Nga là Sukhoi và MiG đã hợp nhất với Công ty Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ United Aircraft Corporation UAC, thành viên của Rostec. Cơ quan báo chí của Công ty Quốc phòng và Hàng không Vũ trụ UAC cho biết, các hồ sơ liên quan đã được lập vào ngày 1 tháng 6 tại Cơ quan Đăng ký Pháp nhân Liên bang. Hội đồng Quản trị UAC đã thông qua việc sắp nhập giữa Sukhoi, MiG và UAC vào tháng 11 năm 2021 và các cổ đông của ba công ty ủng hộ vào tháng 1 năm 2022. Việc tái cơ cấu được hoàn tất đã kết thúc một giai đoạn quan trọng trong quá trình chuyển đổi doanh nghiệp của UAC, đặc biệt là việc chuyển đổi từ hệ thống quản trị 3 cấp sang 2 cấp trong tập đoàn. Các thương hiệu Sukhoi và MiG sẽ vẫn được sản xuất. UAC cho biết, việc củng cố năng lực nghiên cứu và sản xuất chính của ngành công nghiệp máy bay quân sự sẽ cho phép Nga triển khai hiệu quả hơn các chương trình hiện có và phát triển các dự án đầy hứa hẹn. Mặc dù vậy, các chuyên gia Nga đánh giá sẽ không có thay đổi mạnh mẽ nào với ngành sản xuất hàng không quân sự của Nga. Nga đã mở rộng việc cắt giảm khí đốt sang châu Âu với một số quốc gia không thân thiện đã từ chối thanh toán các hợp đồng bằng đồng rúp. Tập đoàn Gazprom của Nga đã quyết định dừng cung cấp khí đốt cho Ørsted của Đan Mạch và dừng hợp đồng khí đốt của Shell Energy tại Đức kể từ ngày 1 tháng 6, sau khi cả hai nước đều từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Các thông báo được đưa ra sau khi Liên minh châu Âu EU tuyên bố cắt giảm 90% lượng dầu nhập khẩu từ Nga đến cuối năm, phản ứng cứng rắn nhất của khối đối với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Ørsted cho biết chưa có rủi ro đối với nguồn cung khí đốt của Đan Mạch. Công ty này cũng nói rằng họ sẽ chuyển sang thị trường khí đốt châu Âu để lấp đầy khoảng trống. Moscow cũng đã ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên cho Bulgaria, Ba Lan và Phần Lan vì họ từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Tuy nhiên, trước đó, các công ty Đức, Italy và Pháp từng tuyên bố sẽ tham gia chương trình thanh toán để duy trì nguồn cung. Ngày 1 tháng 6, tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga thông báo, lượng khí đốt của nước này xuất khẩu sang các nước không thuộc Liên Xô trước đây trong 5 tháng năm 2022 đã giảm hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông báo của Gazprom, lượng khí đốt của Nga xuất khẩu sang các nước không thuộc Liên Xô đạt tổng cộng 61 tỷ mét khối, giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, khí đốt chuyển tới Trung Quốc thông qua đường ống sức mạnh Siberia đã tăng, nhưng Gazprom không cung cấp con số chi tiết. Từ cuối tháng 2 vừa qua, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Moscow đã đề nghị các khách hàng thuộc những quốc gia không thân thiện thanh toán hợp đồng mua khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Yêu cầu này được xem như một biện pháp nhằm hạn chế các ảnh hưởng của lệnh trừng phạt tài chính của phương Tây nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga. Đến nay, Nga đã ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan, Bulgaria, Phần Lan và Hà Lan vì họ đã từ chối thanh toán bằng đồng rúp. Liên minh châu Âu đang nỗ lực để tìm nguồn cung khí đốt thay thế Nga. Hiện các kho dự trữ khí đốt của Liên minh châu Âu đã được lấp đầy tới 41% công suất cho mùa đông tới. Tuy nhiên, vẫn cần có những nguồn thay thế khác mang tính lâu dài hơn. Châu Âu hiện đang tìm kiếm nguồn cung khí đốt thay thế Nga. Để đảm bảo khả năng tương trợ nguồn cung khí giữa các nước thành viên, châu Âu không chỉ tập trung xây dựng các trạm thiết bị đầu cuối tiếp nhận khí hóa lỏng tự nhiên, hệ thống đường ống dẫn khí giữa các nước, mà còn thiết lập cơ chế giúp giá khí đốt ổn định, cân bằng giữa các nước thành viên.
Trong ngắn và trung hạn, khí tự nhiên hóa lỏng được các nước châu Âu xác định là nguồn thay thế khí đốt của Nga. Trong dài hạn, châu Âu tiếp tục đầu tư phát triển năng lượng tái tạo, sản xuất hydro và nhiên liệu hydro sạch để không chỉ thay thế hoàn toàn khí nhập khẩu từ Nga mà cả khí tự nhiên hóa lỏng hiện nay, bởi loại khí này có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch gây phát thải. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục phản đối việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO. Croatia sẽ trở thành thành viên thứ 20 của Eurozone vào ngày 1 tháng 1 năm 2023. Nhật Bản nới lỏng các quy định phòng dịch COVID-19 với người nhập cảnh. Ngày 1 tháng 6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara chưa nhận được đề xuất cụ thể nào từ phía Phần Lan và Thụy Điển nhằm tháo gỡ những lo ngại về việc hai nước này gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Thổ Nhĩ Kỳ hiện phản đối NATO kết nạp hai quốc gia Bắc Âu do lo ngại các nước này hỗ trợ các tổ chức mà Ankara liệt vào danh sách khủng bố. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết Ankara mong muốn nhìn thấy một cách tiếp cận chân thành từ hai quốc gia Bắc Âu liên quan đến những lo ngại nêu trên, và Ankara sẽ không thay đổi quan điểm nếu chưa nhìn thấy những bước đi cụ thể và có ràng buộc từ Thụy Điển và Phần Lan. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh việc Ankara phản đối NATO kết nạp Stockholm và Helsinki không phải là động thái mang tính cơ hội mà hoàn toàn vì vấn đề an ninh quốc gia. Đan Mạch sẽ tham gia chính sách phòng thủ chung của Liên minh châu Âu EU sau khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này trong ngày 1 tháng 6 được công bố. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đã có gần 67% cử tri Đan Mạch ủng hộ việc nước này tham gia chính sách an ninh và phòng thủ chung của EU. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất của cử tri Đan Mạch trong một cuộc trưng cầu dân ý về một vấn đề của EU ở quốc gia Bắc Âu này. Khoảng 33% cử tri đã bỏ phiếu chống. Đan Mạch là quốc gia thành viên EU duy nhất không tham gia chính sách phòng thủ và an ninh chung của khối. Cuộc trưng cầu này được xem là một thắng lợi cho những người ủng hộ sự hợp tác lớn hơn trong EU, trong khi những người phản đối cho rằng hiệp định phòng thủ của EU mang nặng tính quan liêu và việc Đan Mạch tham gia các chiến dịch quân sự của khối là quá tốn kém. Một báo cáo được Ủy ban châu Âu thông qua ngày 2 tháng 6 cho biết Croatia đáp ứng tất cả 5 tiêu chí thiết yếu để trở thành thành viên của khu vực đồng Euro Eurozone từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cao ủy châu Âu về kinh tế Paolo Gentiloni tuyên bố, sau khi kỷ niệm 20 năm tiền giấy và tiền xu euro vào đầu năm 2022, Eurozone hôm nay có thể vui mừng chào đón thành viên thứ 20 của mình khi tất cả các tiêu chí do các hiệp ước châu Âu đưa ra đối với một quốc gia thành viên để có thể sử dụng đồng tiền chung euro đã được Croatia thực sự tuân thủ. Hơn nữa, luật pháp của Croatia liên quan đến ngân hàng trung ương của nước này là phù hợp với luật của Liên minh châu Âu về hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu ECB. Theo ông Gentiloni, các công việc chuẩn bị thực tế cho việc chuyển đổi từ đồng kuna sang đồng euro đã được tiến hành tốt. Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố ngày 1 tháng 6, khoảng 2 triệu người Anh, tương đương 3% dân số, đã trải qua COVID-19 kéo dài. Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh công bố báo cáo cho thấy ước tính có khoảng 2 triệu người ở Vương quốc Anh, tương đương 3% dân số đã mắc hội chứng COVID kéo dài. Trong số các triệu chứng của COVID-19 kéo dài thì mệt mỏi là phổ biến nhất với khoảng 55% người mắc phải, sau đó là khó thở, ho và đau cơ. Độ tuổi có tỷ lệ người mắc COVID-19 kéo dài nhiều nhất là từ 35 đến 69 tuổi, phụ nữ, những người ở các khu vực thiếu thốn, những người làm trong các ngành nghề như chăm sóc xã hội, giảng dạy, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cũng là những đối tượng dễ mắc COVID-19 kéo dài hơn. Nhật Bản đã nâng gấp đôi giới hạn số người được phép nhập cảnh lên mức 20.000 người một ngày, đồng thời bỏ các yêu cầu xét nghiệm và cách ly với hầu hết người nhập cảnh, khi quốc gia này tiếp tục nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới. Nhật Bản đang tìm cách đơn giản hóa các yêu cầu nhập cảnh với khách quốc tế để phù hợp với tình hình chung của nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Bên cạnh việc tiếp tục nới lỏng các quy định nhập cảnh, Nhật Bản cũng dự định nối lại hoạt động tiếp đón khách du lịch quốc tế theo từng giai đoạn từ ngày 10 tháng 6. Theo đó, Nhật Bản miễn cách ly và xét nghiệm với khách đến từ 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch COVID-19 ở mức xanh dương, tức nguy cơ thấp, trong đó có Mỹ, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan. Trong khi đó, khách đến từ 99 quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh ở mức vàng, trong đó có Việt Nam, Ấn Độ và Brunei, cũng không phải thực hiện xét nghiệm hay cách ly nếu có chứng nhận đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19. Như vậy, khoảng 80% lượng khách Nhật Bản được miễn các quy định trên. Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền tại Hàn Quốc đã giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử địa phương lần thứ 8 và bầu cử quốc hội bổ sung được tiến hành đồng thời trong ngày 1 tháng 6.
Với 99,7% số phiếu được kiểm, Đảng Quyền lực Quốc dân PPP cầm quyền đã giành được 12 trên 17 ghế tỉnh trưởng hoặc người đứng đầu chính quyền đô thị trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Seoul và thành phố Incheon. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của PPP trong các cuộc bầu cử quốc gia sau cuộc bầu cử tổng thống hôm 9 tháng 3. Trong khi đó, Đảng Dân chủ DP đối lập chính giành được 5 ghế tỉnh trưởng hoặc người đứng đầu địa phương gồm tỉnh Gyeonggi, Jeju, Bắc Jeolla, Nam Jeolla và thành phố Gwangju. Chiến thắng của PPP trong cuộc bầu cử địa phương ngày 1 tháng 6 được kỳ vọng sẽ tạo động lực đáng kể cho việc triển khai chính sách của Tổng thống Jun Suk-yeol trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, đồng thời đẩy mạnh sự thống nhất các chương trình trọng tâm tại địa phương. Phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc thực hiện quy trình liên thông điện tử. Theo đề xuất của Văn phòng Chính phủ và ý kiến các bộ ngành địa phương liên quan, đối với hai nhóm thủ tục hành chính gồm đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Công an khẩn trương xây dựng phần mềm liên thông. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác, nghiên cứu mới nhất của Visa cho biết thói quen thanh toán đã có sự thay đổi rõ rệt khi 65% người tiêu dùng Việt Nam mang ít tiền mặt hơn trong ví và 32% cho biết họ sẽ ngưng sử dụng tiền mặt sau đại dịch COVID-19. Có sự tăng trưởng đáng kể của thanh toán không tiền mặt khi gần 76% người tiêu dùng hiện tại sử dụng ví điện tử và tỷ lệ người sử dụng thẻ còn cao hơn 82%. Đáng chú ý, mua sắm trực tuyến và các lựa chọn thay thế tiền mặt sẽ được duy trì sau đại dịch khi 2/3 người dùng Việt đã thử trải nghiệm mua sắm trực tuyến trong suốt thời gian dịch bệnh và 1/2 người dùng lần đầu trải nghiệm mua hàng qua nền tảng mạng xã hội. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, một kết quả nghiên cứu cho thấy công nhân thường rút bảo hiểm xã hội một lần với những trường hợp đóng dưới 10 năm trở lại. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có 61,1% công nhân khảo sát cho rằng sẽ nhận bảo hiểm xã hội một lần, tỷ lệ công nhân không có dự định rút là 31,1%, có ý kiến khác là 7,9%, trong đó 56,7% công nhân ở miền Bắc có ý định nhận bảo hiểm xã hội một lần, thấp hơn so với 63,3% công nhân ở miền Trung và 63,5% công nhân ở miền Nam. Đối với công nhân điện tử và công nhân may, tỷ lệ này là 59,8% và 62,5%. Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính tới đầu tháng 5 năm nay, số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội là 16,608 triệu người, đạt 86,6% kế hoạch, đạt 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 183.700 người so với tháng trước, tăng 60.800 người so với cuối năm 2021. Tổng cục Thống kê vừa qua đã công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2022. Theo đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước với thực hiện vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng 5 đạt 3,796 nghìn tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm, con số này là 15,542 nghìn tỷ đồng. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai với số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trong tháng 5 năm 2022 là 2,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm là 8,3 nghìn tỷ đồng. Cộng dồn 5 tháng đầu năm 2022, vị trí tiếp sau là Quảng Ninh 5,9 nghìn tỷ đồng và Thanh Hóa 3,9 nghìn tỷ đồng. Bộ Giao thông Vận tải cho biết trong tháng này sẽ có 4 dự án được hoàn tất thủ tục khởi công xây dựng. Dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đoạn Tân Vạn Nhơn Trạch chuyển kế hoạch khởi công từ tháng 5 sang tháng 6 do việc đấu thầu bị chậm và phải xin ý kiến nhà tài trợ. Sau khi Bộ Giao thông Vận tải Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận có văn bản đôn đốc nhà tài trợ, đến nay hai gói thầu xây lắp dự kiến khởi công đã có ý kiến chấp thuận đề xuất kỹ thuật và hoàn toàn có thể khởi công trong tháng này. Ba dự án còn lại được khởi công trong tháng 6 bao gồm dự án đầu tư hoàn chỉnh tuyến quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì Phú Thọ, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 31 qua Bắc Giang và dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 12A đoạn tránh Ba Đồn và đoạn tránh nhà máy xi măng sông Giang qua địa phận tỉnh Quảng Bình. Nguồn vốn đầu tư nâng cấp 3 dự án quốc lộ đều được lấy từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, bố trí kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025. Liên quan đến việc hoàn trả tiền cho nhà đầu tư mua trái phiếu của ba công ty con thuộc tập đoàn Tân Hoàng Minh, tại buổi làm việc với các nhà đầu tư ngày 1 tháng 6, ông Vũ Đình Luyện, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh cho biết, cuối tuần qua thì Tân Hoàng Minh đã thu xếp chuyển thêm 270 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra mở tại kho bạc nhà nước, dự kiến tuần này nộp thêm 100 tỷ đồng. Trước đó, tính đến ngày 24 tháng 5, Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 296 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai báo cáo bằng văn bản và chuẩn bị tài liệu liên quan tới các khu đất của các cơ quan hành chính sự nghiệp, việc chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển nhượng nhà đất để làm dự án giai đoạn từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2021, phạm vi gồm những khu đất đã thực hiện đấu giá quyền sử dụng, đấu thầu dự án có sử dụng đất, đổi đất lấy hạ tầng trên địa bàn, dự án chậm triển khai, gia hạn tiến độ, gia hạn thời gian sử dụng đất, nêu rõ danh mục dự án đã đề xuất thu hồi do vi phạm luật đất đai, dự án chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích nông nghiệp, dự án đầu tư có chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ dự án, tổ chức được giao đất cho thuê đất nguồn gốc đất lâm trường. Theo quyết định về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được áp dụng từ ngày 30 tháng 5, loại đất ở đô thị loại 1 tại thành phố Nha Trang nằm bên đường Trần Phú từ Nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu có mức tăng cao nhất là 3,6 lần, các vị trí còn lại trên đường Trần Phú tăng 3 lần, các khu đô thị dân cư mới trên địa bàn các phường thuộc thành phố Nha Trang tăng 2,4 lần, đất ở nông nghiệp tại thành phố Nha Trang tăng 2 lần, giá đất nông nghiệp cũng tăng 1,6 lần, đất thương mại dịch vụ tăng từ 1,1 đến 2,8 lần. Với các huyện, thành phố còn lại cũng đồng loạt tăng hệ số K từ 1,1 tới 1,9 lần. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển các đô thị động lực trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đến năm 2025. Theo đó, đến năm 2025, tỉnh Kiên Giang phát triển 6 đô thị động lực bao gồm 2 đô thị loại 1 là thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc, 1 đô thị loại 2 là thành phố Hà Tiên, 1 đô thị loại 3 là Kiên Lương và 2 đô thị loại 4 là Rồng Riềng và An Biên. Tại Hải Phòng, từ tháng 9 năm 2021, địa phương đã ban hành kế hoạch về hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. Đến nay, không ít hộ, đơn vị sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp đang có sự chuyển động tham gia kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, mở ra những hướng đi mới trong sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Hải Phòng hiện có hơn 260 sản phẩm nông nghiệp địa phương, trong đó có hơn 100 sản phẩm OCOP được đưa lên các sàn thương mại điện tử postmart.vn và vỏ sò.vn. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, trong diễn biến mới trên chiến trường Ukraine ngày 1 tháng 6, Nga dường như đang thắt chặt vòng vây ở Severodonetsk. Theo New York Times, quan chức Ukraine cho hay các lực lượng Nga đã tiến vào thành phố Severodonetsk, miền đông Ukraine theo ba hướng và tiếp cận được trung tâm của thành phố. Nếu kiểm soát được Severodonetsk, Nga sẽ có được thành trì cuối cùng của Ukraine tại Lugansk, rộng ra nhằm kiểm soát khu vực Donbass. Thành phố công nghiệp này là mục tiêu trọng tâm của Nga những ngày gần đây. Người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự địa phương cho biết, hiện phần lớn thành phố, nơi có khoảng 100.000 dân trước chiến sự, đã ở dưới sự kiểm soát của Nga. Có được Severodonetsk sẽ giúp Nga tiến một bước gần hơn đến mục tiêu giai đoạn chiến sự thứ hai, kiểm soát miền đông Ukraine, nơi các lực lượng ly khai đã tham gia vào các cuộc giao tranh kể từ năm 2014. Severodonetsk cũng sẽ mở đường cho lực lượng Nga tiến về phía Tây, đến Kramatorsk và Sloviansk, thuộc Donetsk, những thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine kiểm soát trong khu vực. Ngày 1 tháng 6, Nga thông báo không loại trừ khả năng tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, công tác chuẩn bị cho một thỏa thuận hòa bình với Ukraine đã tạm dừng từ lâu và đến nay chưa được khởi động trở lại. Tuy nhiên, Moscow không loại trừ khả năng tổ chức gặp mặt giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Ukraine, nhưng lưu ý cần có sự chuẩn bị sớm nếu tổ chức. Trước đó, Ukraine nói rằng nếu Nga tiến hành sáp nhập các khu vực Kherson, Zaporizhia và Donbass, thì mọi cuộc hòa đàm song phương sẽ chấm dứt. Về phần mình, Moscow cho rằng người dân các vùng này phải tự quyết định tương lai của chính họ. Cùng ngày, Điện Kremlin cũng cảnh báo các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu EU nhằm vào ngành dầu mỏ của Nga sẽ tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, đồng thời cho biết Moscow sẽ điều hướng xuất khẩu dầu để hạn chế tổn thất. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Washington trang bị các loại vũ khí hạng nặng cho Ukraine làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Nga. Cảnh báo của ông đưa ra hôm 1 tháng 6 khi ông đề cập tới thông tin Mỹ quyết định cung cấp nhiều bệ phóng đa tên lửa HIMARS cho Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, Washington đang có những bước đi có thể dẫn đến đối đầu trực diện với Moscow khi gửi các bệ phóng rocket cho Kiev.
Washington tuyên bố hệ thống vũ khí cung cấp cho Kiev sẽ không cho phép các lực lượng Ukraine tấn công Nga, đồng thời phủ nhận kịch bản mà trong đó Nga có Mỹ là bên trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông Sergei Ryabkov không đồng tình với lập luận này của Mỹ, cho rằng động thái của Washington đang khiến cuộc xung đột trở nên nguy hiểm hơn. Theo ông Ryabkov, trong nhiều năm, Mỹ không làm gì để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng với Nga về vấn đề Ukraine. Ông chỉ ra rằng, Washington đã ngăn cản nỗ lực cuối cùng của Moscow trong việc đàm phán một thỏa thuận ràng buộc pháp lý nhằm giải quyết những lo ngại của Nga về sự mở rộng của NATO ở châu Âu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.